chợ này. Một em trâu rất là béo nhá, đang dắt ra chợ phiên để bán. Cùng 4 dây 4 con các bạn. Mình thử cho các bạn nhá. Đấy. Anh ấy bán rượu ngô rất là vui tính, nhiệt tình luôn. Mình chậm ít thôi anh ơi, một xíu thôi. Xoài đấy. 10.000 một bó nhé các bạn nhé, 10.000 một bó. Cái này để cho vào thịt hoặc là ngâm rượu nha các bạn nhé. Lòng rồi này các bạn này, lòng lợn nhé. Ngon chưa? Đấy. Đây là thịt luộc, thịt lợn luộc các bạn. Có cả má lợn này, rồi. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải Bảo Thắng. Hôm nay lại là một ngày đi chợ phiên các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại chợ Xín Chén thuộc Simacai, Bắc Hà, Lào Cai. Và mình sẽ đi ghi hình chia sẻ cho mọi người nhé. Không biết là hôm nay có đặc điểm gì nổi bật. Mình cũng rất là tò mò các bạn. Bây giờ thì mình mời các bạn đi khám phá trải nghiệm cùng với mình nhé. Ăn sáng cả nhà ơi. Đây, phở. Bát phở này. Rượu ngô. Đây là rượu ngô nha các bạn nhé. Chén này. Và đây là, đây gọi là dưa. Dưa đấy, ăn cùng với là phở. À, đây là rau thơm. Thôi mình mời cả nhà nhé. Ăn uống xong thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem nhé. Ngon lắm các bạn. Mời các bạn ăn sáng nhé. Ok các bạn nhé, bây giờ thì là mình đang đi tiến vào trong chợ. Đấy, ở ngoài đường các bạn, mình đang đứng ở ngoài đường này các bạn ơi. Đấy, không biết là hôm nay có cái gì nổi bật, mình sẽ đi ghi hình chia sẻ cho mọi người. Và điều đầu tiên là mình thấy là có một con trâu rất là to. Con trâu này thì người ta dắt ra chợ để bán đấy các bạn. Con này khá là to, con này nó rơi vào tầm 6 tạ. Khoảng tầm 40, trên 40 triệu các bạn, tầm 45 triệu. Thì là tí nữa mình vào trong chợ mình ghi hình chia sẻ cho mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ ghi hình ở bên ngoài cho mọi người xem đã. Ở khu vực này mình thấy là khá là đông, rất là nhiều người. Và đặc biệt là các cô, các bà đang giao dịch, hình như là đang giao dịch những cái họa tiết, những cái đồ thêu các bạn, đồ thổ cẩm các bạn. Đây này, đây. Ví dụ như là bác này cầm một túi đồ thổ cẩm này, người ta mang đi để bán. Như chị kia rất là nhiều kìa các bạn kìa. Những cái đồ này thì như ở video trước mình cũng có giới thiệu cho bạn rất là nhiều rồi. Đó là người ta tranh thủ ở nhà lúc rảnh rỗi các bạn, người ta thêu, sau đó là người ta mang ra chợ bán. Và ở chợ thì có người thu mua các bạn. Đây này. Đây. Đấy, như kiểu bác đang đi mua ấy. Cái này chị mang đi bán hay mua đấy ạ? Mua nhiều thế? Đây. Chị ấy mua nhiều chưa? Đây một cái túi to này các bạn ơi. Ví dụ quần này khoảng bao nhiêu tiền chị? Đây, quần này bao nhiêu tiền? 200. 200 à? 200.000. Cái này thuê theo trong một tuần xong không ạ? Hay là mấy tuần? Phải 2 tuần, là nửa tháng cả. Phải nửa tháng mới thêu xong một cái quần đấy các bạn. Vâng, thêu bằng tay lâu nhỉ. Chú đi mua à hay là chú bán? Mua. Nhà chú nó kiểu làm đồ à? Làm váy à? Cái này là người ta cho vào váy hoặc là cho vào quần áo rồi đấy. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực dưới đường. Khu vực này, đằng này mình thấy là người ta bán rất là nhiều rau củ quả. Mình sẽ đi quay cho mọi người một tí, sau đó là chúng ta sẽ vào bên trong chợ nhé các bạn nhé. Đây bác này đang bán. Cái mầm giềng các bạn, mầm giềng, mầm của cây giềng ấy. Hôm nay bạn này đổi vị trí nè. Hôm thấy ngồi ở kia, hôm nay là thấy ngồi đây.
họ cấm đấy à? À hôm nay con đâu rồi? À chú chồng à, bạn ấy có cái này là ớt gió đúng không? Ớt gió hoặc là ớt thóc nhỉ? Nhưng mà sao phải vặt đấy đi? À nhìn không đẹp. À chắc là từ phiên trước rồi đúng không? Ớt này cay lắm các bạn. Hay gọi là ớt chỉ thiên ấy nhỉ? Không phải ớt chỉ thiên đâu. À ớt chỉ thiên kia. Đấy bạn ấy chia sẻ là ớt gió hoặc là ớt thóc, còn ớt chỉ thiên là ớt đỏ đỏ kia kìa các bạn nhỉ. Đấy. Đấy ớt chỉ thiên bao tiền? 40 à em? À 40.000 một cân nhá. Đấy tươi các bạn. Đấy, bạn ấy bán cả cà chua bi này. Đấy. À, khu vực này người ta bán rau củ quả các bạn, đây này. Đấy. Mình thấy là người ta bán cả rau cải, rau bắp cải ấy, các bạn, đây này. Đấy, rau bắp cải này. Cái này xem cuộn chặt không? Ôi, cái bắp này phải 2 cân các bạn, khá là nặng. À, có nghe tí về mình sẽ mua một bắp các bạn, để về đây này. Đấy, để về luộc hoặc là xào, nó cuộn rất là chặt nha các bạn nhé. Mình thích ăn loại bắp cải cuộn chặt này hơn các bạn. Không biết là các bạn như thế nào nhưng mà mình rất là thích ăn những loại mà bắp cải cuộn chặt như thế này. Đấy. Ở khu vực này chủ yếu là người ta bán rau củ quả thôi. Đây này. Đấy. À, bây giờ thì là mình sẽ tiến vào gần cổng chợ để quay chia sẻ cho mọi người nhé. À, khu vực này người ta bán xúc xích các bạn, dán xúc xích. Bà ấy đang lướng xúc xích các bạn. Hình như là ở đây là có cái loại này, loại nhỏ các bạn. Cái đấy thì mấy nghìn một cái cô? 5.000 à? 5.000 à. Hình như có loại to thì 10.000 nhưng mà loại này loại nhỏ. Chân gà lướng xúc xích. À, đây là lấm nướng này các bạn này. Lấm hương nướng ấy. À, đông nhất vẫn là khu vực người ta đang giao dịch đồ thổ cẩm, giao dịch những cái đồ hoa văn, đồ thêu các bạn. Đấy, rất là đông nhé. À, những cái đồ thêu. Mình thấy ai cũng xách một túi này. À, chị này cũng xách một túi này. Cái này chị mang đi bán à? Chị mang đi bán à? À đây là cà khô. Mình cứ tưởng là ấy. Mình cứ tưởng là thêu hoa văn. Bên này có xúc xích này các bạn ơi. Ôi, cái quần kia dài nhỉ? Kia 1m, 2m. Đôi 4, 5. À, quần đấy chắc phải 5m các bạn. Đồ dài khoảng 5m. Và nó rơi vào tầm 200.000. À, đấy là những cái hoa văn người ta thêu lúc rảnh rỗi. À, thêu và sau đó này mang đi chợ bán. Ở trên chợ thì có người thu mua các bạn. Đây, mình thấy ai cũng cầm một túi này. Ví dụ cô kia cầm một túi, đây cũng túi này, cô kia cũng túi, rất là nhiều. Đây bà có một túi này. Cái này là bà thêu à bà? Chim bầu. Vâng bà. À, 200.000 một quận ạ. À. Nhưng mà cái này mình phải kiểm tra xem là thêu chặt hay thêu lỏng đấy ạ. À. Ờ, bà thì hình như là có khoảng 3-4 quận các bạn. Mình không dùng thì không mua ủng hộ được rồi. Cái này thì mình không thiên về cái đồ này nữa, mình không ủng hộ được.
Đấy, ok các bạn nhé, chúng ta này tiếp tục đi chợ phiên. Đấy, chúng ta đang đứng ở ngoài cổng chợ các bạn. Ở đây là mình thấy là hình như là ship cho ai một đống gà này các bạn ấy, người ta mổ sẵn này. Còn đây là hàng bán hoa quả. Đấy. Xoài rồi dưa hấu rồi cam. Đấy. Còn đây là mận tâm hoa đầu mùa này các bạn này. Đây. Đấy, mận tâm hoa này cả nhà ơi. Đấy. Mận tâm hoa này. Đấy, đây là ớt nhá. Ớt. À, cái này là ớt chỉ thiên này các bạn này, ớt chỉ thiên. Và đây là dưa hấu. Ở bên này người ta bán cả ngô luộc này. Sao ngô đây bắp bé nhỉ? Bắp nó hơi bé. À. Nhưng mà bắp bé thì được nhiều bắp đúng không? Cho tự chọn ạ. À, ngô này các bạn này. Cái này ngô tẻ, ngô lếp, chắc ngô lếp nhỉ? Giờ làm gì ai bán ngô tẻ đâu. 10.000 năm bắp. 2.000 bắp. Đây đây, nó nhiều hạt phết đây đây. Đấy. Rất là sai hạt. Và nhiều hạt. Dẻo lắm ấy. Chị má được bán hạt nà. Chị má gà. Chị lấy á. 10.000 năm bắp. Đấy, buổi sáng người ta mua ngô rất là nhiều. Có người thích ăn ngô, có người thì thích ăn phở. Nói chung là mỗi người một kiểu các bạn. À, chúng ta lên chợ phiên thì chúng ta tha hồ lựa chọn. Hoặc đây là quán xôi này các bạn ơi. Xôi màu không nhỉ? À, xôi màu ở đây bán xôi màu, xôi gấc. Xôi gấc mấy đỗ à? À xôi trắng với xôi lá cẩm. À, khu vực này chủ yếu là người ta bán đồ hàng, bán hàng rong ấy, hàng di động, có nghĩa là người ta di chuyển nhanh. Đấy, trên cái này thì là có những cái thùng và cái bánh xe ở dưới các bạn, để người ta di chuyển rất là dễ dàng, người ta chở xe máy được các bạn. Mấy bà ô bé này sốt à, thấy đeo hạ sốt à. À, rồi ok các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực ngoài cổng các bạn. Ở ngoài cổng thì thường thường là rất là đông và người ta bày bán rất là nhiều mặt hàng. Đấy, ví dụ đây là người ta đang bán hoa quả này và rau củ quả. Đó là đây là cà tím các bạn. À, đây là ớt chỉ thiên. Đấy, cà tím này. Cà này nướng ăn rất là ngon nhé các bạn nhé. Xào hoặc là nướng. Đấy, còn đây là ớt này. Ớt này thường thường là 40.000 cân, mình vừa hỏi ngoài kia là 40.000 cân. Và ăn rất là cay các bạn. Ở vùng cao người ta rất là thích ăn ớt. Đấy. À, khu vực ngoài cổng các bạn, khu vực ngoài cổng, chúng ta đang đứng ở cổng chợ Xín Chén. Có một số phiên mình lên đây quay rất là nhiều rồi, nhưng mà mình hy vọng là mỗi phiên thì có sự thú vị cũng như là độc đáo khác nhau, nên mình sẽ cố gắng đi quay chia sẻ cho mọi người. Đấy, khu vực ngoài cổng khá là đông nhé. Đây người ta bán bánh mì pate và xúc xích nướng các bạn. Xoài dầm rất là nhiều. Ở đây bánh dày rán này các bạn này. Đấy, ở đây là người ta rán bánh dày như kiểu ở kia kìa các bạn kìa. Đấy. À, đặc điểm nổi bật tiếp theo đó là ở trên chợ phiên thường thường là hay có xôi màu ạ. Đấy, xôi rồi bánh khúc này, xôi màu này. À, cháu vừa đi ăn phở về rồi. Thỉnh thoảng phải đổi món đi, bà cứ gạ cháu ăn xôi mãi.
Bây giờ cho ăn xôi thành béo bụng rồi này. Ăn phở béo thôi. Ăn phở béo à. Con này cũng 5 màu nhỉ? 6 7 màu quá. Màu trắng 1 2 3 4 5 6 ở 7 màu. 7 màu nhỉ? 7 màu chuẩn đét. Thường thường là xôi 4 màu, 5 màu. Đấy, hôm nay bác làm 7 màu liền các bạn. Nói chung là hay hay, tí ủng tí mua các bạn. Tí về mua được, bây giờ thì đi quay không thể mua được. Mua là không cầm được cơ. Mà mình cũng no rồi các bạn. Đi chợ phiên là chỉ các bà gạ là khéo là mình toang luôn. Kiểu kiểu ấy, dễ lắm. À, khu vực này người ta bán cái gì đây? À, cà chua bi hay cái gì đấy? À, đây cà chua bi này các bạn ơi. Chắc 10.000 một bát đấy chứ nhỉ? 10.000 đâu kìa? 20k ạ. À, 20k. 20k một bát. Đây là cá sông này các bạn ơi. Cá sông hay cá suối đây? Cá sông hả anh ơi? Ờ, cá sông này. Cá mồm rộng nhỉ? Cá này rán hoặc là chiên bột thì ngon lắm này. Nó giòn các bạn. Cái này là chiên giòn là ăn được cả xương ấy. Nói chung là ăn xương thì nhiều canxi. Đấy. Đây là khu vực ở ngoài cổng chợ nhá. Người ta bán bánh này, rồi đồ ăn thức uống rất là nhiều. Còn bên kia trong chợ này không biết là người ta đang làm gì, rất là đông nhá. Mình sẽ vào quay chia sẻ cho mọi người tí. Đông lắm mọi người ạ. Đây này. À, hình như là người ta đang mua ngô. Ngô luộc các bạn. Ở đây người ta đang bán ngô luộc. Đấy, những bắp to nhỉ. Đấy, ngô ở đây là đa số là người ta, bây giờ là người ta làm ngô lếp hết rồi. Chứ không ai bán ngô tẻ cả. Ngô lếp chắc là 2.000 một bắp ạ. Đây ngô lếp này. Chắc là ngô nếp của bạn kia. Chắc 2.000 một bắp nhỉ? 2.000 một bắp này em ơi. Mấy nghìn? 5.000 bắp à? À thấy anh là vặt ác đấy. Chắc trêu vậy thôi. À, sáng ra bạn ấy bán rất là chạy nhé các bạn nhé. Rất là nhiều người mua. À, thế 3.000 một bắp. À. Ở bên này người ta bán cả thuốc bóp này các bạn này. Đây này. À, mấy cây thuốc lam ở trên rừng. Mấy cây này người ta lấy ở trên rừng về nhé các bạn nhé. Đây quay cho các bạn xem. À, chữa đau lưng, xương khớp rồi mệt mỏi. Đấy, dây thần kinh, nhức mỏi chân tay. Đây này các bạn này. Ôi hôm nay bạn này bán xôi chạy. À bán cái này chả mấy chốc này hết rồi nhỉ. Xong phải sửa hết rồi. Đồng thế này. À, rất tiếc là bạn ấy luộc này. Hình như mình thấy là hết rồi sao ấy. Đấy, ui. Lần sau luộc nhiều rồi một bao vào. À, người ta sáng ra người ta mua rất là nhiều các bạn. Đấy, bà con rất là thích ăn ngô. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta vẫn tiếp tục ở ngoài cổng chợ. Trước khi đi vào trong chợ thì mình sẽ sang khu vực chợ gia súc mình quay chia sẻ cho các bạn. Đấy, bên này người ta bán dưa này, đấy, dưa mán, dưa vùng cao ấy. Ở trên này thì các bạn để ý là quả nó cứ tròn tròn bầu bầu đấy, nhìn nó rất là bầu bầu. Chuối này, đấy, ớt này. Cứ 10.000 một đống các bạn. Đấy, còn bên này thì mấy cái quán cắt tóc di động các bạn. Đấy, cắt tóc. Mà chủ yếu là người ta cắt tóc lam thôi. Còn những bạn nữ thì thường thường là vào những cái quán nữ người ta cắt. Đây là đa số là người ta cắt đầu lam. Đây dây thừng này các bạn này. Dây thừng để buộc. Đấy, có thể là làm dây châu, buộc dây châu. Và khu vực này mình thấy là người ta bán cả hoa lan này các bạn ơi. Đấy. Ôi, lan tốt nhỉ. Đây này, hình như là mới bẻ ở gốc cây ra sao các bạn ạ. Vẫn thấy cái chỗ nõm nõm này này. Đấy,
Cái chỗ này là nó ôm gốc cây nhá. Tốt thật đấy. Đấy, hoa lan rất là tốt. Chưa thấy hoa đâu nhưng mà cái thân của nó đây. Cái này có lụ hoa này. Đây cái này có lụ hoa này các bạn này. Đấy. Còn khu vực mé đường bờ bên này thì là mình thấy là người ta bán các loại máy cày mini rất là nhiều. Bà con trên vùng cao bây giờ là cũng hay sử dụng máy cày theo trâu các bạn. Gà này. À đây có con chó này, không biết ai mua rồi. Có một con chó to, người ta đã mua. Ở đây là người ta bán cả đá này các bạn ơi, những viên đá mà. Đá rất là to. Cối. À, đây là cái gùi ở sau lưng các bạn, gùi để gùi cỏ rồi rau củ củi được hết các bạn. Bà bán gà. Gà này gà đen, chân đen sao nhỉ? Gà chân đen à bà? Hình như gà chân đen nhỉ? Đấy, chân nó đen này. Gà trống. Gà trống chân đen. Ôi, mình sáng ra mình không hỏi là con đấy bao nhiêu tiền. Bởi vì thường thường là 180 một cân các bạn. Giá bình quân là 180 một cân. Còn khu vực này người ta bán con giống này các bạn này. Con ngan, con vịt. Ờ rồi ok các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở khu vực ngoài cổng và chúng ta đang tiến tới khu vực chợ gia súc, đó là chợ chó. Ở đây này có mấy con chó này các bạn này. Ở bên đây có con chó màu trắng này. Con chó kia chắc phải tầm 300-400 các bạn. Chó thường, màu trắng. Đây, đây có con to hơn này. Hay chạy nhỉ? 100.000 cân, chẳng nghe. Đây con gà, con gà. Ở khu vực này nhiều chó lắm các bạn này. Khu vực này còn có mấy con này. Có đốm không ạ? Con này đốm không? Người ta đang kiểm tra chó có đốm lưỡi không các bạn? Ai cha, chó trắng. Đấy mua con này thì hơi gầy, con này gầy quá. Béo, con này béo nha. À con này đốm lưỡi một tí này, có một nốt đốm này. Ví dụ con này bao nhiêu tiền cô? Mấy trăm? Chắc là tầm 300 trở lên nhỉ? Thấp phải tầm 300 trở lên. Như con của cô là mấy trăm cô? Con này mấy tiền? 400 à? 500 á? À, 500. 500. Con này người dài con. À, chó đỏ nhá. Cũng môi đỏ, mắt đỏ, thịt đỏ. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta vẫn tiếp tục đang ở khu vực chợ chó và khu vực chợ lợn. Bây giờ thì mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người những hình ảnh ở trên chợ phiên, những con lợn. Khu vực này khá là đông các bạn. Người ta đang xem lợn nhỉ.
Đấy, con đấy nó tầm 15-16 cân các bạn. Và nó trên 1 triệu. Bình quân là thì 100 nghìn một cân. Đấy là gọi giá bình quân đấy nhá. Còn có khi là lợn giống người ta bán đắt hơn một tí các bạn. Ở đây thì cũng có mấy con chó to này các bạn. Mấy con chó to thì nó trên 1 triệu rồi. Chó thường nhá, toàn những chó thường hết. À, không biết là chị đòi con đấy bao nhiêu tiền, tí mình hỏi cho bạn xem nhé. Con đấy chắc phải trên 1 triệu các bạn, tầm 1,2-1,3 triệu. À đây có người ta có cả trâu này các bạn ơi, trâu người ta dắt đến chợ này. Một em trâu rất là béo nhá, đang dắt ra chợ phiên để bán. Và tí nữa mình sẽ xuống khu vực chợ trâu mình quay cho các bạn xem. Ở đây là khu vực người ta bán lợn, đông lắm cả nhà, rất là đông nhá. Và ở đây toàn lợn đen thôi, lợn bản, lợn vùng cao quá. Ở đây này, khu vực người ta xem lợn nhiều chưa? Đấy, rất là nhiều lợn này các bạn ơi. À, những con mà trên yến ấy, tầm 10 cân, 11, 12 cân. Rất là nhiều. Và khu vực kia nữa kìa, đông lắm các bạn. À, bác có 4 dây, 4 dây là 4 con. Và chúng ta cứ đếm số đầu dây là mỗi dây 1 con các bạn. Đây con này nó đang nằm đây này các bạn ơi. Đi. Này, nó nằm này. Tí nữa con này 1 triệu mấy chú? Hả? 1,5 triệu à? À. Thế tầm 14-15 cân nhỉ? À. Chú 4 dây 4 con các bạn. Bác kia thì nhiều lắm, bác kia thì 6-7 con này. Rất là nhiều. 11 con các bạn. Đây. Đây, như anh này cũng nhiều này các bạn này. Đôi 4, 6, 8 con các bạn. Đây. Đấy. Đấy, như chị này cũng nhiều các bạn. Chị này đôi 4, 6, 7 con. À, những cái con này thì nó trên một yếm một tí các bạn. Chắc là tầm 1,2 triệu một con. Nói chung là ở chợ phiên thì là bao giờ cũng có phiên chợ lợn. Mình để ý đi quay rồi. Cái đặc điểm chung của chợ phiên thì bao giờ cũng có chợ gia súc. Đấy. Và chợ nào thì cũng có lợn các bạn. Và đây thì người ta thì đa số là bán lợn đen, lợn bản, lợn vùng cao các bạn. Đây nhìn thích chưa? Đây. Đây, xếp hàng đàn các bạn. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là bây giờ thì mình sẽ tạm thời rời khỏi khu vực chợ lợn. Chúng ta sẽ đi đến chợ trâu nhé. Hôm nay mình đi đường vòng các bạn. Còn ở trên kia thì người ta đang bán chủ yếu là đồ thuốc trừ sâu, rồi quần áo, đồ thổ cẩm.
và một số máy móc như kiểu máy máy cắt cỏ này. Đấy, máy thái cỏ chứ, đây gọi là máy thái cỏ. Đấy, tí nữa thì chúng ta sẽ khám phá sau. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn tiến tới khu vực người ta bán trâu á. Trâu hôm nay không biết có nhiều không nhỉ? Và có trâu to hay không? Và ngoài trâu ra ở đây thì có cả chim nhé các bạn nhé. Đa số thì các bác nam ở đây chơi là chủ yếu là chim mi thôi. À, hôm nay có bò các bạn ơi. Mỗi hôm không có bò, hôm nay có cả bò này. Đấy, trâu này. Không biết là có con nghe giống nào đẹp không các bạn. Đấy, con như con trâu này khá là to này. Một em trâu, trâu đực các bạn, trâu mộng. Người ta gọi là trâu mộng. Đấy, con này không biết là làm trâu trọi được không nhỉ. Đấy, con này sừng móc này các bạn ơi. Đấy, con này sừng móc đẹp không. Con này rơi vào tầm 7-8 tuổi rồi. Và nó khoảng trên 6 tạ các bạn. Đấy, tầm 6 tạ 2 đấy. Khá là to chắc. Và bên này thì mình thấy là người ta bán cả bò. Bò này. À, ở đây thì đa số là bò ta nhá. Đây. Bò ta này. Đấy các bạn thấy chưa. Ở đây con bê con này các bạn ơi. Con này rất là xinh nhá các bạn nhá. Không biết là trai hay là gái. Đây có một cặp này. Đấy. Đấy. Xin chào. Đấy, khu vực chợ trâu cả nhà. Bây giờ chúng ta đang đứng ở khu vực chợ trâu, chợ phiên vùng cao, đó là chợ Xín Chéng. Chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Đấy, cứ vào buổi sáng. Và chợ họp từ 4 giờ sáng đến khoảng 12 giờ trưa. Hoặc là đến có khi là muộn đến 1 giờ chiều. Nhưng mà thường thường là mùa hè bây giờ là người ta tan sớm. Nó chỉ rơi vào tầm 12 giờ là hết rồi. Đây, đây con trâu đang tuổi lớn này các bạn này, rất là béo nhé. Con này chắc là rơi vào 4 tạ hơi. Hoặc là 3 tạ rưỡi không nhỉ. Nói chung là khá là béo các bạn. Ở đây có một em trâu này, em trâu khoảng 5 tuổi này. Đấy, rất là béo nhá, con này chắc thịt các bạn. Người ta gọi là trâu lạc các bạn ơi. Trâu lạc. Và khu vực bên kia thì người ta đang xem chim mi. Mình sẽ đi quay nhanh để chia sẻ cho mọi người khám phá chợ phiên vùng cao. Đấy, chim kêu hót níu lo các bạn. Ở đây thì đa số là các bác là xem là chơi chim mi thôi. Và giá mi mộc ở đây thì giá thấp nhất là rơi bình quân vào 150 đến 2 triệu một con. Còn những con nào thuần ấy thì nó có giá cao hơn các bạn. Nó tùy thuộc vào chim thuần hay chưa. Đây, mình đi quay chia sẻ cho mọi người nhá. Đây. Đấy, rất là nhiều mi và mỗi ô một con các bạn. Người ta đang xem rất là nhiều. Đây. Đây 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 đây. Không phải tranh nhau để xem. Đấy, mi này các bạn này. Con nào ngực nở. Đấy. Cái ngài của nó dài, to và dài, nhìn nó đẹp các bạn. Mình không biết thổi các bạn. Mình thổi là toàn đuổi chim đi thôi chứ không phải là gọi chim hót. Đây này, khu vực này rất là nhiều. Các bác để những cái lồng mi ở đây để cho nó giao lưu các bạn. Để cho nó gọi bạn, nó có bầy, có bạn ấy, để nó thi nhau nó hót. Ví dụ như con kia nó đang ve kìa. Đấy. Con này ve ác nhỉ các bạn này. Đấy, con này bảo. Đấy. Chim hót níu lo trên đồi núi. Nói chung là khu vực này rất là nhiều các bạn. Đấy, con kia hót ác nhỉ. À, đây là có một con trâu rồi. À, con trâu đang tuổi lớn to các bạn.
Hôm nay thì cũng đến được khoảng là tầm 15-20 con trâu và đến chục con bò. Đây là trâu cặp nhé các bạn nhé. Nhưng mà video ngày hôm nay thì mình quay tổng thể các bạn. Nếu mà các bạn muốn biết thông tin chi tiết giá cả ở trên chợ phiên, chợ vùng cao ấy, thì đặc biệt là về giá trâu thì mời các bạn sang kênh Tây Bắc TV1. Đấy, mình sẽ giới thiệu ở trên kênh đấy. Còn video ở trên kênh này mình chỉ quay sơ qua cho mọi người xem thôi. À, khu vực bán rượu ngô các bạn. Người ta bán rượu ngô này. Đấy. Đây, mỗi cái quan này, mỗi cái can này nó rơi vào khoảng là 20 lít. 1 2 3 4. Nói chung là khá là nhiều các bạn. Ở đây là người ta đang mua ngô này, ví dụ như anh này anh đang mua ngô này các bạn này. Thơm lắm. Ngửi mùi rượu ngô thơm lắm các bạn. Và đặc biệt là cái rượu này uống nó không say. Uống nó không đau đầu nhỉ. Rượu này uống không đau đầu nhỉ. Cháu vừa làm thử tí rồi, nóng hết mặt à. Ôi, vừa uống ngoài kia rồi. Ngoài kia sợ đâu, ngoài kia nó là không giống cái vừa bán cái này. Giống không? Chắc là giống chứ. Chắc là không giống. Một xíu được không? Được. Được. Mình thử cho các bạn nhá. Đấy. Anh ấy bán rượu ngô rất là vui tính, nhiệt tình luôn. Mình sợ ít thôi anh ơi, một xíu thôi. Xảy đấy. Xảy được đâu. Em không phải dân bản địa nên... Ủa ôi, xảy đấy. Rượu ngô này. 20.000 một lít à anh? Vâng, 20.000 một lít. Cháu mời các bác nhá. Mời anh nhá. Đây này. Cái rượu này là uống là độ nó cao nhưng mà nó không sắc, không đau đầu. À. Còn nữa anh nhá. Tí em quay lại một vòng nữa là thấy đỏ mặt ngay. Dân đồng bằng không uống được rượu này đâu. Nhưng mà được cái uống là say say nhưng mà nó không đau đầu các bạn. Đấy. À. Rượu ngô chuẩn đấy. 20k một lít nhỉ? Hay là 22? À 20.000 một lít các bạn. Đây. Bắt đầu nóng mặt rồi đấy. Đi nóng mặt nói cho nó bon các bạn. Đây. Bác mua mấy nít, bác mua một chai này à? Ui, can này 10 nít các bạn. Can này 10 nít. Ví dụ một mình, ví dụ nha bác. Ví dụ một mình thì bao nhiêu ngày thì hết cái can này? Một mình. Ví dụ một mình ấy. Không biết. Không biết ạ. Chắc được tháng không? Được tháng không? Cái này 5 lít thì à. Một năm lít một tuần, ai già uống ác nhỉ. Thế là cũng ghê đấy. Thế là một ngày gần một lít rồi, thế cũng mệt đấy. À. Nói chung là uống nó chỉ nóng lúc đấy thôi, về sau nó êm mà không đau đầu, đặc biệt là cái không đau đầu các bạn. Đấy, các bạn mua rượu thì các bạn cứ lên vùng cao các bạn mua. Ở mình thì toàn uống rượu sắn đấy các bạn. À, uống rượu rượu gạo. Còn trên này thì toàn rượu ngô thôi. Đây này, người ta đang bán rượu ngô. Đấy. Đền bà cô này cũng mua nhá, chắc là mua về cho gia đình. Mua về cho chồng hoặc là gia đình có việc thì mua về các bạn. Khu vực rượu ngô vùng cao các bạn. Bây giờ thì là mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người một số hình ảnh khác ở trên chợ phiên nhé. À, cái khu vực này là người ta bán thuốc nam các bạn. Đây là quán thuốc nam rất là nhiều. À, đây mình quay quán này cho các bạn xem. À, đây này. Đấy. Cháu xem tí cô ạ. Tuần nào cũng đến làm phiền cô rồi. À, cháu xem giới thiệu cho khách. Đấy, dây bổ máu này các bạn này. Đấy. Dây bổ máu màu tím. À, 10.000 một bó nhé các bạn nhé. 10.000 một bó. Cái này để cho vào thịt hoặc là ngâm rượu nha các bạn nhé. Đây. Còn đây là khúc bổ máu này. Đấy. Đấy các bạn nhé. Cái này là cô mới cắt, mới lấy ở trên rừng về các bạn. Là vẫn còn cái nhựa. Đây, vẫn còn cái nhựa tươi tươi này. Đấy các bạn nhìn chưa. Đấy, vẫn còn cái nhựa tươi tươi. Đấy. Cái này mới cắt về nhỉ. Cái này còn tươi ấy. Cô mới chặt về nhỉ. Đấy. Cái này gọi là giái gì nhỉ? Giái mỡ. Hả?
Rái gì? Cái lòng bóng à? À. Lòng bóng. Cái này chữa bệnh thận à? Lòng bóng, lòng bóng. Đau bụng bệnh thận. Thêm một thành nữa này. Củ ở đây này. Thêm một thành. À. Sọt thành. Chim bâu không hiểu. Chim bâu. Thuốc dạ dày. Thuốc dạ dày à? À. Ok, cây này lạ nhỉ? Sao nó có rễ màu vàng này? Ô, có quả luôn này các bạn này. Ô, màu vàng, rễ màu vàng đẹp nhỉ các bạn ơi. Mình chưa biết là thuốc bệnh gì, nhưng mà các bạn lên vùng cao, các bạn mua thuốc hoặc là các bạn phải hỏi là chữa bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì đấy. Đây là quán thuốc lam nhé. Nếu mà các bạn nào mà lên chợ Xín Chén thì các bạn nhớ qua ủng hộ cô nhé. Đấy, mình quay cả mặt cô cho các bạn xem. Đấy, cô rất là dễ tính và chiều khách các bạn. Ở bên này cũng có cả dây bổ máu này. Hôm nay có cái này là lạ. Cái này là cái gì ấy cô? Cái này không biết phải là tí không mà đau dạ dày đấy. À, chữa bệnh dạ dày à? Dạ dày. Nhà chồng ơi. À, nhà chồng thôi mới được à? Vâng, nhà chồng. Nhưng mà hôm nay mới mang bán đúng không? Bán rồi. Phiên trước không có đúng không? Vâng. Phiên trước có không? Chưa đã. Ừ. Không có nhỉ? À, thế nào hôm phiên trước cháu đi không thấy. Cái này chữa bệnh dạ dày nhé mọi người nhé. Cái này chắc là đun nước uống nhỉ? Và đấy. Còn đây là cây tam thất rừng này. Sao cái cây này non mà đã mang đi bán rồi? À, tam thất rừng nhỉ? À. Cái này chắc được mấy năm rồi? Nó còi đúng không? Nó còi đây. À. Chắc là cái nhánh của nó đẻ ra các bạn. Nói chung là tam thất rừng nhé các bạn nhé. Nhất chi hoa. Người ta gọi là nhất chi hoa. Đấy, các bạn nào mua thì qua ủng hộ cho cô nhé. Cô bán rất là nhiều. Cô bán cả dây bổ máu này. Rất là nhiều. Và đây là một số thuốc nam và cả thuốc bắc này. À, đặc biệt là mình thấy cái nọ có cao. À, cái nọ cao cao con hổ ấy. Ngày xưa các bạn đấy. À, rồi ok các bạn nhé. Chúng ta vẫn đang đứng ở chợ phiên. À, một phiên chợ vùng cao. À, rất là mộc mạc và giản dị các bạn. Và người ta bán ở đây rất là nhiều đồ. Đấy. Nhiều cái đồ lạ lắm các bạn. Mà chúng ta chưa thể biết hết được. Thôi nói chung là dần dần đi quay mình hỏi lần lượt. Mỗi hôm hỏi mình hỏi một tí rồi mình sẽ biết các bạn. Đây, quán phở các bạn. Đấy, các bạn lên vùng cao thì các bạn có thể là ăn phở. Ở đây là thịt lợn đen này. Đấy. Rồi có cả trễ này. Đấy, chú ý thái này các bạn này. Thái để cho khách ấy. Và chúng ta ăn bao nhiêu thì có thể gọi. Còn bình quân thì nó rơi vào tầm 25.000 đến 30.000. Còn là chúng ta ăn thêm thì chúng ta gọi thêm các bạn. Và ở đây thì có hai cái âu mèn mén và ốc mèn mén các bạn và ốc đậu các bạn. Đây là chảo ốc đậu này các bạn ơi. Ở đây có cái chảo ốc đậu rất rất là to. Đấy, đây này. Chảo ốc đậu to chưa các mọi người ơi. À, mấy buổi sáng mà người ta bán được gần một nửa rồi. À, cứ 10.000 một bát nhé cả nhà nhé. 10.000 một bát. Hoặc là chúng ta ăn 5.000 được. Tùy chúng ta. Nhưng mà giá thấp nhất là 5.000. Đấy. Đấy, chúng ta cứ làm một bát 5.000 hoặc là bát 10.000 là ăn no. Nói chung là cái này dễ ăn các bạn. Cái này có thể là trộn với mèn mén. Rất là dễ ăn. Đấy, chợ rất là đông nhé. Đây 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 đây. Mình quay cho các bạn xem. Chia sẻ cho mọi người. Đây là phở đỏ này các bạn ơi. Phở làm từ gạo lương. Đấy, gạo lương ở trên đồi đấy. Người ta gọi là trồng ở trên đồi. Người ta gọi là gạo lương. Và phở này ăn rất là ngon các bạn. Phở này người ta có thể làm có thể là ăn hoặc là làm phở được tất các bạn. Đây này. Và đây có lòng rồi này các bạn này. Lòng lợn nhá. Ngon chưa? Đấy. Đây là thịt luộc. Thịt lợn luộc các bạn. À, có cả má lợn này. Rồi phèo. Đấy.
và có cả chân giò các bạn. Ở đấy là khu vực người phở, còn bên này mình thấy là người ta bán rau củ quả. Ở trên này thì đa số là rau cải các bạn, và ớt là nhiều. Đây này, nhiều lắm. Đấy, bắp cải này các bạn ơi, bắp cải. Ở trên này rét mà, nên bắp cải trồng rất là dễ. Đấy, khu vực hàng rau nha cả nhà nhá. Còn bên này là mình thấy là người ta bán cũng khá là nhiều đồ này các bạn ơi. Đấy, ớt này, ớt này người ta để theo đống, bán theo đống đấy. Cứ 10.000 một đống các bạn. À, 10.000 một đống. Gừng cũng thế, cứ 10.000 một đống các bạn. Còn đây là măng này. Cái này không biết là măng gì, nó dài dài, mình không biết tên cái măng gì các bạn. Và đây là cái mầm giềng, mầm của cây giềng ấy các bạn. Đấy. Đây, bác này đang bán ớt này. Đấy, cứ 10.000 một túi nhé các bạn nhé. Đấy, 10.000 một túi. Đấy, đây cũng có măng này. Đấy, măng đắng các bạn, măng đắng. Ớt. Còn bên kia là khu vực người ta bán thịt lợn các bạn. Người ta bán... kệ đó, kệ. Khu vực ở đằng kia là người ta bán lợn, thịt lợn nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ sang quay chia sẻ cho mọi người tí. Hình như con này là thịt lợn đen các bạn. Ôi, con này chắc chắn là thịt lợn đen này. Bác nhỉ? Lợn bì nó, mỡ nó dày này. Đấy, em xem tí anh nhá. Đây này, bì nó, mỡ nó dày chưa các bạn ơi? Thịt lợn đen này, đấy. Cái này phải 5-6 phân. Đây, chỗ này còn dày nữa này. Đấy. Anh qua anh phải mua như anh Sapa TV ấy. À, họ giàu quá nhỉ, mình nghèo quá. Anh Sapa TV ấy, tuần nào mà lên đây qua anh cũng mua thật khoảng. Họ cũng mua hết à? 5-6 cân. À, 5-6 cân à? Thế nào hôm nào em giàu là em mua cả mâm luôn, đỡ phải 5-6 cân. Họ giàu thì họ mua 5-6 cân thì chuyện bình thường. Lúc nào mình giàu là mình mua cả con. Anh ấy đang lọc cho khách các bạn. À. Nhưng mà nhà họ có nhà hàng ấy. Nhà mình thì không có nhà hàng thì mình mua không biết đi đâu. Đấy. Con này khoảng bao nhiêu tạ anh? Tạ dưới không? Con này tạ 6. Tạ 6 cả? À đấy. Bởi vì nó to các bạn. Các bạn nhìn cái khung này nó to là biết là con lợn nó rất là to rồi. Đây này, nhìn cái ba chỉ của nó này các bạn ơi. Nhìn cái ba chỉ của nó, một cái mảng to này. Và đây cái đùi trước của nó này, rất là to. Và cái đuôi, khấu đuôi của nó kìa. Đấy, to. Đấy. Con này tầm tạ rưỡi cơ. Cái đặc điểm của thịt lợn đen ấy, thứ nhất là lạc của nó ăn rất là ngon và nó nhiều mỡ các bạn. Đấy. Cái bì của nó, cái mỡ của nó rất là dày. Còn lợn trắng ấy, thì lợn trắng thì mỡ của nó ít hơn. Nói chung là tùy thuộc vào con, có con thì nó cũng nhiều. Nhưng mà tính về đa số là nó. À đây là anh Ngọc, anh để riêng ra cái nào ngon anh để riêng ra. Đây này. Ví dụ như cái này là miếng ngon nhất này các bạn ạ. Ngon chưa? Nhìn ngon không? Đấy, rất là ngon. Anh ấy để riêng nha. À, đấy là khu vực hàng thịt. Mình chỉ quay tiêu điểm một khu hàng thịt thôi. Còn khu vực ở đằng này thì mình thấy là người ta bán rau củ quả này. Và đặc biệt là mình thấy là người ta bán hôm nay bán rất là nhiều rau cải nhé các bạn nhé. Đây, rau cải này. Cải bắp, đây gọi là cải bắp các bạn.
Nói chung là một số kênh lớn ấy, người ta có kinh phí các bạn, người ta có kinh phí và người ta mua về cho nhà hàng thì người ta mua. Còn ví dụ như là mình đi quay này, thứ nhất là kênh nhỏ ấy, thì là kinh phí nó chưa có là một này. Thứ hai là nhà mình cũng không có nhà hàng nên nhiều khi mà đi quay thì gặp một số khán giả, một số các bác bảo mua thì thật sự là nếu mà mình có nhiều tiền thì mình mua ủng hộ ngay. Nhưng mà đôi khi thì nó nhiều hoàn cảnh khác nhau thì nó khó nói các bạn. Chứ không phải là không mua ủng hộ, nhưng mà nhiều khi nó rất là khó nói. Đấy, vì thế là rất là mong các bạn hiểu được cái hoàn cảnh của những người mà kênh nhỏ nó chưa phát triển lắm. Nếu mà mình phát triển thì mình mua hẳn con về đãi luôn các bạn. Đấy, đây là măng sạt sau này các bạn này. Nhiều măng. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của mình xin tạm dừng ở đây. Mình đã quay chia sẻ cho mọi người khá là nhiều rồi. Đấy, rất là mong quý vị các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình, xin một like và một đăng ký kênh để cho kênh ngày càng phát triển hơn, được nhiều người biết đến hơn. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới xem video luôn vui vẻ. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ kênh nhé các bạn nhé.